Chào các bạn, trong phần từ vựng Mojigui thì có 6 môn đại phải không nào? Môn đại 1, môn đại 2, phần đọc chữ Hán thì các bạn có thể làm bài tập bên trên rồi. Tuy nhiên bắt đầu từ môn đại 3 đến môn đại 6 thì chúng mình sẽ dựng lên những cái clip giải thích cho các bạn ý nghĩa của các từ vựng và cùng nhau đi giải bài tập. Đúng không? Chúng ta dựa vào cái hình thức là chúng ta giải bài tập, sau đó thì chúng ta xem cái từ đó có ý nghĩa như thế nào và chúng ta cho những cái từ vựng liên quan và đặt ví dụ với những cái từ vựng liên quan đến cái câu đó, cái đáp án đó. Được chưa nào? Cụ thể như thế nào? Về nội dung của môn đề 3 này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi đến đấy, nội dung cụ thể. Có 5 câu và mỗi câu thì chúng ta sẽ đạt được 1 điểm mà thôi. Nội dung của nó bao gồm: thứ nhất, người ta sẽ có 2 chữ Hán ở đây và chúng ta phải lựa chọn thêm 1 chữ Hán nữa và nó sẽ biến thành là 3 chữ Hán hoặc là có động từ phức. Tháng nào? Hoặc là có động từ phức. Các bạn biết rồi đúng không? Tiếp theo hay là những cái danh từ đặc biệt, 2 chữ Hán thôi nhưng mà nó là danh từ đặc biệt, chúng ta phải nhớ. Được chưa? ズンモイの根本です。今日はN2の文字語彙を例文を見ながら説明していきます。はい、一緒に勉強します。宮君です。はい、ギアです。よろしくお願いします。Mình là Nghĩa và hôm nay mình sẽ đại diện cho các bạn dự giờ giảng của thầy Nemoto với tư cách là một học sinh. Và mình sẽ đứng sau máy quay và sẽ thuyết minh về cái tiếng Việt của những cái từ vựng ở trên này và cũng sẽ hỏi lại thầy một số cái nghĩa của từ cho chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Ngay sau đây mình sẽ bước vào câu số 1. Mình sẽ giải thích ý nghĩa và cho các bạn cùng làm câu này rồi chọn đáp án. Sau đó mình sẽ tìm những cái từ vựng liên quan đến cái đáp án này. Và cuối cùng là thầy giáo người Nhật Nemoto sẽ đặt ví dụ cho các bạn. Chúng ta cùng nhau bước vào câu đầu tiên nhé. Hay, câu đầu tiên này. Chữ này các bạn đọc được không? Hay. Tenko. Được chưa nào? Tenko nado ga ryū de yōyaku o henkou shita. Được chưa nào? Trước khi các bạn giải thì mình giải thích một chút qua những cái từ vựng liên quan đến từ tenko này. Ở đây có từ tenki này, tenko và kiko được nhé. Chắc là có nhiều bạn đưa ra nghi vấn về ba từ vựng này rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ giải thích rất là đơn giản. Thứ nhất, tenki, các bạn tưởng tượng nó là ám chỉ thời gian ngắn, từ khoảng vài giờ cho đến vài ngày. Ok, vài giờ, vài giờ hay là vài ngày được nhé. Vài ngày chứ nào, vài giờ hay là vài ngày. Chứ người ta nói là thời tiết của ngày mai, asta no tenki desu ne. Tiếp theo, tenko. Tenko này, tenko là ám chỉ thời tiết từ một tuần. Một tuần này, mình viết đây, một tuần cho đến vài tuần. Được chưa nào? Vài tuần. Vài tuần đấy ám chỉ tầm khoảng 4 tuần đấy, 4 5 tuần gì đấy, còn tùy mọi người nói. Tiếp theo, kiko. Kiko cũng là thời tiết. Thời tiết thì nó ám chỉ trên một tháng. Trên một tháng. Được chưa? Các bạn nhớ nhá. Vài giờ đến vài ngày xong rồi, một tuần rồi đến vài tuần rồi trên một tháng. Được, hay là vài tháng thì người ta gọi là kiko. Tenko và tenki. Được chưa? Tiếp theo, các bạn cùng nhau giải câu này xem nào. Chúng ta thay đổi gì đây? Thay đổi lịch hẹn với lý do là vì thời tiết thế nào? Thời tiết tốt à? Thời tiết xấu rồi đúng không? Xấu thì chúng ta sẽ xem chữ nào chữ xấu trong này. Chữ này là chữ mất rồi, usinao mất này không phải rồi đúng không? Xấu thì chỉ có đáp án đây thôi, đúng không? Thời tiết xấu cũng có đáp án, cũng có câu thời tiết tốt đấy. Đây là ak tenko được nhé. Còn này ak ko tenko cũng được nhá. Hay là gì? Nhưng mà trong cái ví dụ này thì nó không hợp lý nên là không phải đáp án của chúng ta. Câu này sát chữ là giết người cũng không phải đáp án. Được chưa? Hãy đáp án chúng ta là đáp án 2. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào những từ vựng liên quan đến từ ác cự này nhé. Chúng ta sẽ có 4 từ và bây giờ mình sẽ giải thích ý nghĩa và cách đọc của từng từ này. Sau đó thì các bạn xem thầy Nemoto đọc ví dụ của từng từ vựng một. Được chưa nào? Hãy chữ đầu tiên, chắc là các bạn biết chữ này rồi đúng không? Ác cự, đúng không? Chữ này đọc là dung càng. Dung càng.
dung cảm là tuần hoàn này, các bạn nhớ là tuần hoàn hay là chu trình gì đó, tuần hoàn hoặc là chu trình, tuần hoàn xấu hay là chu trình không tốt, chu trình xấu, được chưa nào? Tiếp theo, ác cự ê kiều này các bạn biết rồi đúng không? Ác cự ê kiều tức là ảnh hưởng xấu, và ác cự dô kèn điều kiện không tốt, đúng không? Điều kiện tốt, điều kiện bất lợi hay điều kiện xấu, điều kiện bất lợi anh được, được chưa nào? Hay là gì đây? Ác sưu mì, ác sưu mì, được chưa? Ác sưu mì, ác sưu mì là gì đây? Sưu mì là sở thích đúng không? Sưu mì này là sở thích này, ác cự là sở thích không tốt. Hay là nếu mà chúng ta có một câu là ác cự sưu mì na Jordan, Jordan tức là đùa cợt, đùa cợt với sở thích không tốt thì không dịch được. Có hai dạng đùa cợt đúng không? Jordan là đùa cợt, đùa cợt một cách vô duyên thì chúng ta dùng từ này nhé, ác sưu mì. Còn một kiểu nữa là đùa cợt một cách vui vẻ đúng không? Ừ, thì chúng ta biết rồi, thường chúng ta đùa cợt vui vẻ đúng không? Nhưng mà đùa cợt kiểu ác ý này, được chưa? Thì không nên. Thế nào? Hãy chúng ta cùng nhau đi đến những ví dụ do thầy Nemoto đặt. この問題は例文が4つあります。1つ目です。得点した後、すぐ失点する悪循環を断たないといけない。はい。得点した後、すぐ失点する悪循環を断たないといけない。Nhạc cưng, ông nói xin mời. Tata nai tui kia nai thì nó là chấm dứt cái gì đó. Chấm dứt ở đây là cái ác dùn cằn. Nghĩa của nó thì Dũng cũng đã giải thích rồi. Thì cái chu trình không hai đấy là gì? Cái chu trình là vừa mới ghi điểm lại bị mất điểm. Tục tên là ghi điểm, còn tên là mất điểm. Cả câu này dịch là phải chấm dứt cái chu trình không hai đó là vừa mới ghi điểm thì lại bị mất điểm ấy. Hãy, đưa tôi tìm vào sổ. タバコの煙は周りの人の健康に悪影響を及ぼす。はい、タバコの煙は周りの人の健康に悪影響を及ぼす。はい、ニャン君お願いします。Kemuri ở đây nó là khói nhá. Kenko là sức khỏe này. Saibu no kanji wa chotto muzukashii nde. Hai. Chotto mou ikkai yonde moraemasu ka? Wakarimashita. Kore desu ne. Kore wa oyobosu. Oyobosu. Mọi người nhớ cái ác kiểu oyobosu là gây ảnh hưởng xấu. Cả câu này dịch là khói thuốc lá gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người xung quanh. Hai, ii desu ka?次の例文です。彼は練習場がないという悪条件の中で練習してきたが、最後にはいい成績を収めた。はい。彼は練習場。がないという悪条件の中で練習してきたが、最後にはいい成績を収めた。はい。はい、ではニャン君お願いします。cái練習場 ở đây là nơi luyện tập. Thế còn 成績を収めた tức là giành được cái thành tích tốt hoặc là giành được thành tích nhá. Thì cả câu này mình dịch là anh ấy luyện tập trong điều kiện bất lợi. Điều kiện bất lợi là không có nơi luyện tập. Thế nhưng cuối cùng lại はい、では次の例文を見てみましょう。彼はいつも悪趣味な冗談ばかりでいい加減にしてほしい。はい、彼はいつも悪趣味な冗談ばかりで冗談いい加減にしてほしい。いい加減にしてほしい。
Ấy, thế ông Nhạc Cường, ở đây cái chùa đang ấy là những cái chùa đùa đúng không? Chùa đùa hay là nói đùa. Còn ikage ni suru tức là vừa vừa phải phải thôi, hoặc là muốn ai đó dừng cái việc gì đó. Cả câu này chúng ta dịch là tôi muốn anh ấy đừng có linh tinh, vì anh ấy lúc nào cũng đùa cợt rất là vô duyên.